Hiện nguyên hình, thẩm mỹ Lima núp bóng phòng khám da liễu Trương Sĩ Chiến cung cấp dịch vụ chui. Thẩm mỹ viện Lima tọa lạc tại chung cư thương mại Vũng Tàu Center, đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu đang bị cáo buộc hoạt động chui và cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép dưới danh nghĩa phòng khám da liễu Trương Sĩ Chiến. Theo ghi nhận, cơ sở này có nhiều dấu hiệu vi phạm như nhân viên tự xưng bác sĩ, không niêm yết giá dịch vụ công khai và sử dụng các phương pháp làm đẹp chưa được Bộ Y tế cấp phép như tiêm giảm béo mesotherapy, tiêm tế bào gốc. Tại đây, nhân viên cơ sở đã tự ý thăm khám, tư vấn và thực hiện các thủ thuật tiêm chính cho khách hàng mà không có chứng chỉ hành nghề. Bên cạnh đó, cơ sở này còn quảng cáo rầm rộ dịch vụ tăng sinh mầm tóc bằng tế bào gốc trên mạng xã hội, bất chấp việc phương pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa được cấp phép. Hành vi của thẩm mỹ viện Lima có thể dẫn đến những hệ lụy về sức khỏe cho khách hàng. Rất mong các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm cơ sở này để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Tham gia group Tâm sự Giao Kéo để cập nhật kiến thức phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam.